Kia Telluride 2023 đến đại lý tại Mỹ vào cuối tháng này với mức giá 35.690 USD (khoảng 852 triệu), cao hơn 2.300 USD (khoảng 55 triệu) so với mức 33.390 USD (khoảng 806 triệu) của thế hệ trước đó. Kia Telluride cũng được lên kế hoạch đưa về Việt Nam phân phối chính hãng trong thời gian tới, với mức giá tăng đáng kể. Mẫu SUV này dự kiến có giá cao hơn khi về tới Việt Nam, bù lại xe có nhiều trang bị mới đáng chú ý. Bản nâng cấp giữa dòng đời Kia Telluride 2023 có lưới tản nhiệt mới sang trọng hơn, đèn pha LED hai bên dạng ma trận. Phần cản trước có tấm chắn bên và mâm xe đã được sửa đổi. Cụm đèn hậu phía sau đặt dọc trông bắt mắt với hai giải đèn LED kép bên trong, tùy chọn màu xe có Midnight Lake Blue, Dawning Red Ranger và Good Green. Ngoài ra, bên trong cabin còn có một số thay đổi như vô lăng và bảng điều khiển mới với các cửa gió mỏng hơn. Cụm đồng hồ kỹ thuật 12.3 inch kết hợp với màn hình giải trí cũng 12.3 inch mới tạo nên thiết kế cong liền mạch. Trang bị an toàn trên Kia Telluride 2023 có hệ thống nhận diện biển báo giao thông, tránh va chạm phía trước và ở giao lộ hay kiểm soát hành trình dựa trên định vị. Đáng chú ý nhất, Kia Telluride 2023 bổ sung thêm hai biến thể X-Line và X-Pro tiêu chuẩn với hệ dẫn động 4 bánh. Phiên bản X-Line có lưới tản nhiệt độc đáo, đường dây trên nóc xe, tay nắm cửa cùng màu với thân xe. Bánh xe 20 inch độc quyền và cụm chữ X Line dập nổi trên ghế trước, khoảng sáng gầm xe tăng thêm 10 mm. Người mua cũng sẽ tìm thấy các chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo được nâng cấp. Trong khi biến thể X Pro xây dựng trên X Line, nhưng thay vì sử dụng bộ mâm 20 inch, xe sử dụng bộ mâm 18 inch màu đen đi kèm lốp xe địa hình Continental. Người mua cũng sẽ tìm thấy cụm chữ X Pro dập nổi trên hàng ghế trước, ổ cắm điện 110V trong khoang chở hàng và sức kéo tăng thêm 2.517 kg. Dù ở phiên bản nào, thì Kia Telluride 2023 đều trang bị động cơ 3.8 lít V6 có công suất 291 mã lực và mô men xoắn 355 Nm. Sức mạnh chuyển xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Các phiên bản của Kia Telluride 2023 tại Mỹ không sử dụng động cơ dầu diesel như tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Kia Telluride 2023 hứa hẹn sẽ là mẫu SUV đáng chờ đợi với thị trường Việt Nam. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu SUV này có Volkswagen Teramont hay Ford Explorer trong tầm giá trên 2 tỷ.